À, cái lúc mà một thằng thấy cổng biết mình làm gì không các bạn? Vừa vào sẽ có tầm nửa lượng sáp. Ôi mình bắn 100 ấy hơi sớm nhở. Mình bắn một hôm giá bán không đúng lắm. Phải để người ta 90 thôi. Con này không phải bắn nhiều là tốt. Không phải cứ bắn nhiều là tốt thôi. Chắc cá tách cũng được. Nhưng anh thả cháu khỏi nhở, lý do anh không chơi được Team Wick nhé. Cổng đẹp quá. Sao bắn toàn dưới đất nhỉ? Bắn toàn bị chĩa xuống dưới đất nhỉ? Bắn ta bị chĩa xuống dưới đất nhở? Ôi may quá. Hướng cam lên anh ơi. Chủ thấy mất tự dậy này.
Ok. Ừ, con này bắn xuyên cú. Tero. Ca máy đợi hồi chiêu nha. Được quả đấy hay phết. Đá máy chưa hồi thế là ra khóa cái máy lại. Cũng hay. Các trang phục trong đợt collab thứ hai giữa Identify và The Promised Neverland đã lộ diện. Đây cũng là cầu tinh hoa collab đầu tiên xuất hiện nhiều Hunter đến vậy. Mình chắc chắn sẽ bỏ một lượng lớn bóng đèn vào đây vì tất cả nhân vật xuất hiện trong đợt collab lần này đều là nhân vật mình yêu thích, kể cả anime lẫn Identify. Và có một địa chỉ mình tin tưởng này là Beko, chính là anh Tuấn Chelsea. Thông tin chi tiết và liên hệ mình để dưới phần mô tả nhé. Nhớ là xuống phần mô tả xem để liên hệ đúng người nhé. Ngủ sớm đi. Nay một ngày của anh nó bad quá nên là anh phải làm gì đó để bù lại. Hương sư thì cũng bị cao tơ thôi. Tuấn đang 3 phút đúng không? Hương sư gặp con này thì chắc gọi ông bố rồi thật. Hương sư gọi gặp con này gọi ông bố luôn. Chả biết làm gì. Cam hầm xong ra phun cái máy sướng nhá. Rồi xong hết cứu ghế. Mà chưa đổi được phép, mấy giây nữa đổi được phép. Nhớ ở đây còn cái máy dở của họa sĩ nữa này. Vui thật. Chào Phương Anh.
Quá nửa không? Ôi, tham mình chuẩn thế nhở? Mình hơi vớ vẩn thế các bạn. Nick này rank gì vậy? Chắc cá sấu gì đó. Ô, tôi vừa đứng im làm cái gì nhỉ? Đà cái nữa cho nó sôi động. Cái skill 2 để làm gì nhỉ? Skill 2 nó lấp được luôn cửa sổ à? Skill 2 lấp được luôn. Ít chấp niệm tham. Không, áp này là áp mượn của bạn. Ui, đáng lẽ mình lên dùng cái skill này để mình khóa lại luôn nhỉ? Ui, hơi xa rồi. Hơi dở. Đổ 5 cạc ấn vào cái event ở trong game. Nó có cái cửa ấy. Ôi, nó chưa đầy thì vẫn trèo được. Ok. Ồ, nó cũng là câu chuyện mệt mỏi đấy các bạn ạ. Bắn mãi. Vừa rớt bắn được không á, rớt từ trên tầng á. Gồng khiên ra cứu à?
it's time for